Kinh dữ kìa. Ui ui ui. Ui. Gì đây? Chút rồi. Ui bắt. Ui ơi, ui ui. Ui cái gì đây? Cái gì khổng lồ luôn. Mày ơi. Ui giời ơi. Ui đã chưa anh em ơi. Bỏ thế. Phục người cái chợ mà. Ui. Đấy. Ui ui nhỉ. Ui ui. Để ý sù bọt đấy. Ấy con gì đấy? Con gì nhỉ? Con mấy con này nhỉ? Đấu con. Giò gì đây? Là chuột mà giò kinh đấy. Gì đây? 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 Máy dò rắn. Máy dò rắn. Đấy. Sáng giờ mình đi theo dõi nó chỉ khu vực này. Tìm mãi rồi, dũng hết rồi. Lỗ gì đúng này. Đấy, ồ có lỗ luôn. Cái lỗ gì này? Đấy. Đó, ừ. Ồ đúng luôn, đúng cửa lỗ luôn chứ này. Đúng chưa? Đây. Đúng cửa lỗ chưa? Ơ này, đấy, thấy chưa? Đào ra, đào ra, đào đây. Đây, để tôi bắt nó. Đây đây. Để tôi góp 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 ấy. Tí nữa. Đổ cây đi. Ôi, nghe tiếng nghe tiếng nghe nghe tiếng nghe 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 nghe. Ui. Ui. Con gì nó vừa thụt vào em ạ? Phải không? Con gì nó thụt vào ấy. Phải không? Ui. Cái này lỗ to lắm này. Đúng chưa? Ừ, đúng hàng lắm rồi. Không có gì đấy. Giả trên chú đi. Đúng hàng hổ luôn à. Thụ ra kìa. Đứng đưa mặt vào đấy, con gì to lắm. To lắm à? To lắm. Đưa ra. Đứng hết về phía kia. Đấy. Ui, này. Ăn sâu nó trong thôi. Ui, ăn sâu nó trong thôi. Đứng vào đây. Úi chủ ơi. Kinh thế nhỉ. Không biết là con gì đây nhỉ. Lũ to lắm anh em ạ. To lắm. Thế màu đây, nó màu sang này này. Màu sang bên này à? Ừ. Sáng giờ hai anh em mình rửa mãi nhỉ. Sáng giờ rửa mãi thì thấy đào mấy lũ rồi. Đào quăng hết khu vực thì làm chưa thấy nó. Không biết là con gì. Bây giờ đào được là của anh em tôi ấy, anh em tôi đến mà. Ui dồi, được có anh em. Ui hay nên. Sao còn đây nào? Nó còn dính kiểu cổ luôn đấy anh em ạ. Bà này bà đất cổ, bà đất cứng chưa mà. Rồi. Mặt đấy. Tiếng anh em ạ. Nó vẫn đang ui ui cứ trọng ấy. Thôi bọn đứng sau to chứ. Ui ui. Ui cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Kêu to lắm, kêu to lắm. Kêu to lắm à? Ui ui. 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 Đấy. Ui cái lỗ lên đấy. Đấy. Chắc khoảng đấy đấy. Đưa cái cổ ra. Cổ nào, cổ nào. Cái lỗ nó đùn anh em ạ. Hả? Cái lỗ nó đùn. Nó đùn. Cái lỗ cổ ấy.
Kinh thế nhỉ. Ui ôi ôi. Ui. Gì đây? Sút rồi. Ui phát. Ui ôi. Ui. Ui. Ui cái gì đây? Mày à. Mất tay xuống đi xuống đi xuống. Ui ôi. Ui ôi. Ui. Ôi giời. Gì đây? Đông à. Con nào con nào con nào. Ui. Cái gì thế em ơi? Lấy xuống. Tay đấy cẩn thận tay. Đây đây để anh đây. Được. Ui ui cái lưỡi cái tổ ui ui chi nhỉ. Ui cái gì đây? Ui cha mẹ ơi. Ui to lắm anh em ơi, đồng rồi, đồng đất rồi. Ui khúc kìa. Ui khổng lồ luôn. Quá kinh khủng luôn. Ua. Vậy nó vậy con gì ấy, giống vậy đâu nhỉ. Ui nó vàng chóe anh ơi. Vàng chóe luôn này. Cho động. Đấy em cho động đây. Ui cái đầu nó đâu nhỉ. Ui ui đã chưa anh em ơi. Ui. Bỏ thế. Phúc nó cái chợ mà. Đấy. Ui ui nhỉ. Ui ui. Ui. Nhìn hãi chưa mẹ ơi. À, mẹ ơi trông. Quá kinh khủng luôn. Ui. Ui, nó bỏ trong cái đầu nó luôn. Ui. 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 Ui mẹ ơi. Tuột đi. Bắt đầu ra nhá. Ui. Ra anh em ơi. Ui. Tránh xa ra anh em ơi. Ui. Nó ra kìa. Ui nó ra kìa. Ui. Ui. Ui nó thả kỳ khỉ anh em. Chặt đầu đi chứ. Ui. Đấy, chặt đầu làm gì? Cậy nó đi anh em. Ui. Con này con chăn rồi. Ui. Chăn vàng rồi. Ui sổ ui to chưa. Chăn vàng rồi mọi người. Ui sổ mọi người xem này. Anh em không bắt nó. Sợ hãi chưa. Tưởng rắn như chăn thì bắt làm gì. Thôi để nó bắt chuột đi. Ui nó bỏ vào trong kiếp chưa. Quá kinh luôn mọi người nhỉ. Ui cái tổ nó trồng này. Kinh nhỉ. Tổ nó trồng nó ngủ đông này. Đi chưa. Ui chà mày hại chồng. Ui. Đấy. Ui. Đâu. Ui. Ui hại đây. Quá kinh khủng, ui dài mãi không hết kìa. Ui nhổ dạ màn này. Dài mãi không hết. Mấy ông này cũng có cái máy dò kinh khủng thế này. Dò rắn luôn này. Tôi nghĩ trong lỗ này cũng phải có con nữa này. Chắc trong lỗ còn có nữa ấy. Bây giờ anh em đào toàn cái này ra thử xem còn có nào. Ui nhìn trông kiếp nhỉ. Thôi để cho nó quá đi. Quá kiếp luôn. Thôi cả nó đi. Ui hại đây. Con này chục mét đấy. Nhìn cái đỗ này. Đỗ nhận thín luôn. Thín thì này đỗ này. Ui. À, anh ơi, nhìn chồng. Ngủ kinh nhỉ. Thôi. Ui. Cái tiếp đây đi. Con này không anh em bắt đâu. Con này á? Tôi không bắt được. Bắt làm gì? Chăn thì bắt làm gì? Làm người xem. Chăn gớm ăn chưa? To. Kinh nhỉ. Không ngờ phát hiện là. Quá to luôn. Còn quá kinh khủng luôn. Dài chưa? Ôi, thôi bỏ xuống đi. Bỏ đi. Anh chứ. Đi, đang đánh cá gặp ngay mấy ông này. Mấy ông đang đi đào gì đấy? Đi đào tìm rắn. À. Đi máy đây. Ui. Thôi đi tiếp tục cuộc hành trình của anh em đi. Thì mọi người anh em đang đi đánh cá để gặp ngay con chăn khổng lồ ở đây mọi người nhé. Anh em chắc không bắt con này nhé mọi người nhé. Nó đang ngủ đông ở trong cái lỗ ở trong này này mọi người. Kinh khủng luôn. Thôi anh em tiếp tục công việc anh em đi. Cái này đào cá tôi ấy không?